Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Thanh niên trên không, làm chân tiên mạnh nhất thế giới tụ tiên. Tập 1, 9, 10 lên phun bộ, nằm dưới phòng mô tả nhé. Vân Châu bên kia cũng sắp có chuyện gì đó rồi. Hy vọng là trước khi diễn ra đại hội tiên dù. Vì sao đảo này lại có tên là Long Nhàm? Có lẽ chỉ là thuận miệng đặt tên vậy thôi. Lâu rồi, Vân Châu uống nước dừa. Mà trong đại trình và tổ việc lại không có. Kia thúc thúc à, thì ra người để hái dừa. Mấy chuyện này để cho hạ nhân làm cũng được mà. À, tới đây thì thấy có dừa nên ta đã thuận tay hái vài trái. Thế nào, lên đường có đồng ý quay về Thông Thiên Giang không? Mẫu thân thì sống chết đều không muốn về Thông Thiên Giang. Chẳng qua là con đã khuyên mẫu thân đi Đông Hải rồi. Đi lúc đó thì con vợ hình trưởng sẽ tìm một nơi ở thích hợp cho mẫu thần. Sau này muốn chăm sóc cũng thuận tiện hơn một chút. Ừ, vậy cũng tốt. Nơi này dù sao thì cũng quá xa rồi. Kia thông túc à, bữa tiệc đấu giá bắt đầu rồi. Chúng ta quay về thì vụ thôi. Ừ. Tại thôn mà núi Ngô Khờ. Wow, bọn họ đã về rồi. Xem ra của sáng bắt không được ý thứ. Trời, các người lại bắt được con báo đốn lớn như vậy. Tấm giờ này đáng tiền lắm đấy. Đúng là thu hoạch lớn. Năm nay trong thôn lại có thể đón được một năm mới vui vẻ rồi. Ừ, lại có thịt ăn rồi. Hôm nay chúng ta lên núi. Vật săn ở bên ngoài thì cũng qua rất nhiều. Hơn nữa thì cũng về bắt. Không biết có phải là cho trời lạnh hay không. Đây không phải là chuyện tốt sao? Cà sao vậy? Hôm nay chúng ta có thu hoạch lớn. Nhân về nói với cha mẹ ruột một tiếng để cho bọn họ sẽ cùng vui vẻ. Nhưng mà ta cảm thấy một ít động vật sầu ở trong núi cầu ngờ đều chỉ ra ngoài hết rồi. Hả? Chẳng lẽ bên trong không có gì ăn ư? Ta cũng không biết, dù sao thì đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Đi, về thôi. Tại núi Ngô Khờ. Trong lúc vô tình, sư tôn từng hỏi, người điều khiển sấm sét kia lại, chẳng lẽ không phải là ông trời? Ai sơn quần, người muốn hóa hình sao? Xem cái đám mây trên núi kia lúc nào cũng dám đánh vào ta. Người nên rời xa chỗ này một chút. Nhưng mà với đạo hạnh của người thì xét đánh tới không chết thì cũng trọng thương. Ý, đây là... Chà, nghe nói trước đây hình như núi Ngô Khờ từng kỳ quái làm loạn, có đúng không ạ? Nó bày cái gì vậy? Có thịt ăn mà vẫn không thể bịt mồm con lại được sao? Chà, con mơ hồ nhớ rằng khi con bé thì từng có việc này. Ừ, không sai, đó là 18 năm trước. Tại ương hổ yêu náo nhiệt và cả núi Ngầu Khờ, quan phủ thì chiêu mộ tập hợp đám tự sàng của chúng ta lên núi Trừ Cột. Chuyện đã xưa rồi. Có núi cột đi gió, rồng đi mây, ai cũng từng nghe qua. Nhưng nào có ai thấy được lần đó chúng ta đã nhìn thấy. Vốn dĩ là đêm trần thành gió mát. Trong một lúc cuồng phong gào thét, tiếng rống của mạnh hổ cũng ở trên cũng truyền đến. Quả thực chất khiến cho người ta nghe mà hồn bay bạc vía. Chỉ là một con cột lớn kia tuy tiên bố nhào vào phía trước, bắt liền một tên tự sang hàng xóm. Tiên cầu lại thảm thiết vang vọng khắp núi. Chúng ta cùng nhau đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng, quỷ dị hơn là gió cũng ngừng. Từ sau đó thì hoàng phủ có thuyết phục thế nào, thì chúng ta sống chết cũng không đi vào núi. Chuyện mãnh hổ thành tình sau đó cũng được lan truyền ra ngoài. Nghe nói quan phủ giáng mà báo cáo thị, rồi lại có vài đại hiệp giang hồ lợi hại đã đến và rút cô thi. Người giang hồ võ công cao cường cũng đã giết một mảnh cột. Những ngày chúng ta mới thấy bình lại được. Dạ, chắc chắn con mãnh hổ đó từ sự đã chết sao? Con có thể giả sao, một con cột trắng lớn hiếm thấy được mang ra thị trường ở cửa nhà môn rất nhiều ngày. Nhiều người trong thôn còn từ đó chúng ta xem đó. Sao vậy? Lẽ nào lần này các con lên núi lại gặp được nữa sao? À, vậy thì ngược lại cũng không có. Chỉ là lần này sau khi lên núi, dã thú đều từ sâu trong núi chạy ra ngoài, khiến cho người khác phải suy nghĩ. Còn khi phách lại không thể né được lôi kiếp.
Cho dù ta đã đánh giá sai lỗi kiếp của người, cho dù lục sơn quân ta hôm nay chết ở nơi này, con sẽ không làm mất mặt của sư tôn. Rõ ràng đã nhận thức được huyền diệu của thành đạo, rõ ràng chứ còn thiếu một bước nữa mà. Nếu biết được thì sẽ làm theo thầy ân sư của ta. Hỏi ông trời, từ lôi giá là ơi, từ lôi giá là ơi, là ơi, là ơi, là ơi. Lục sơn quân đối mặt với loại sấm sét này thật sự là khó trường quá rồi, đâu có giống như là thiền lôi của yêu vật bình thường có thể tránh được. Lục sơn quân tuyệt đối không thể chết. Thiên địa hóa sinh, lục sơn quân để có mổ đến giúp ngươi một tay. Lục sơn quân để có mổ đến giúp ngươi một tay. Hả sư tôn? Còn thiếu cái gì? Chính là cái này. Đây chính là thuộc tài hỗn cốt mà sư tôn nói sao? Lục mô hỏi ông trời lại lần nữa, từ lôi giá hết là ai? Người là lục sơn quân? Chính là lục mô. À không đúng, người hóa hình sai rồi. Tại sao lục sơn quân lại biến thành người trồng yêu đuối như vậy? Đáng nghĩ ra hắn nên có một cơ bắp cuồn cuộn cao chín tấc mà đúng chứ. Sao thế, không chúc mừng ta sao? Chúc mừng lục sừng quần, người đã hóa hình thành công, sau này có thể ngầu dù khắp thiên hạ rộng lớn rồi. Bá quậy. Lục sừng quần, người hóa hình thành công rồi có phải là rơi xuống núi ngầu khô sơn không? Đúng vậy đó, ta đã bị nhốt ở núi khô quá lâu rồi. Nếu đã hóa hình thành người thì tất nhiên ta muốn đi ra ngoài thăm thú một chút, hơn nữa còn phải thực hiện lời hứa năm đó nữa. Có tiền sinh đi rồi, mà dọn thành thì cũng đi. Nhưng mà bây giờ ngay cả lục sừng quần cũng muốn đi. Chẳng qua ta chỉ không đi liền, mà là củng cố tu vi và tâm cảnh một thời gian đã. Ta đã phải khôi phục lại trạng thái đến mức tốt nhất rồi mới xuất phát. Hai canh giờ sau, yêu vương của lôi kiếp đã hoàn toàn khỏi, tu vi đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao. Hồ vọng dẫn ta đến nhà của Cố Tiên Sinh đi. Cư An Tiểu Cát, những người tầm thường trong thiên hạ ai có thể nghĩ ra tồn tại cũng như sư tôn sẽ sống ở đây chứ? Ở đây không tốt à? Ta cảm thấy cơ ăn tiểu của các tiểu cát lại rất tốt rồi nha. Cảnh vật lại vừa đẹp lại vừa yên tĩnh. Có thể nghĩ như vậy quả thực là người có tiến bộ. Tại hạ lục sơn quận là quy may mắn nên mới được tiên sinh chỉ điểm. Từ đó vẫn luôn tu hành ở núi Ngô Khờ. Hôm nay ta đã tu hành chính quả rồi, đặc biệt là tính. Cơ ăn tiểu cát gặp các ngài. Đó chính là lục sơn quần, là con hồ lớn ở trong núi Ngô Khờ đấy. Đây chính là táo hỏa mà Hồ Vân từng nhắc đến được. Quả nhiên bất phàm. Đó ta vì đã tặng táo. Hồ Vân, vì mà ta định làm tiếp theo đây cũng không thích hợp để dẫn người. Theo cùng, ngươi hãy về núi Ngô Khờ cố gắng tu hành đi. Ta sẽ làm vậy, sơn quần đi thông thả. Mình còn chưa nắm trại từ khói lửa nhận ra, từ lúc hóa hình thành người đã biết là đồ chày làm tôi sơ mi lúa mạch. Sớm muộn gì cũng sẽ thử thôi, thì cái nắm trước ở nhà ân sư sẽ có ý nghĩa hơn. Ông chủ à, sắp đông quán à? À đúng vậy, mà trời sắp xuống núi rồi. Nhưng mà nếu như khách quan muốn ăn mì, ta vẫn có thể làm một bát cho người, vẫn còn chút ít đồ gia vị đây nè. Có mì gì? Chắc khách quan không phải là dòng bản xứ của Thiên Ngô Phượng.
Rồi. Tôm ghế mì giờ của ta là quán mì gia truyền nhiều đời này, chuyên bán mì lỗ diện cháo lòng. Ai mà đã từng ăn rồi thì hết lời khen ngợi. Còn ta là giáo phụ ta, ông ta truyền lại nghề đấy, mùi vị không kém đâu. À được rồi. Cho tôi một tô mì lỗ diện và cháo lòng. À, xin lỗi khách quan, tôi còn mì lỗ diện nhưng mà cháo lòng, hết cháo lòng rồi. Hết rồi sao? Mình ngửi thấy rõ ràng còn ít lòng dễ luộc tắm gia vị bên trong. Đáng lý ra đó ắt hẳn là thực phẩm để nấu món cháo lòng mà đúng chứ? À, vậy cho ta một tô mì lỗ diện nha. À được rồi, ta sẽ làm cho ngài ngay đây lập tức thôi. À, khách quan à, thật ra ta còn một phần lòng về tập cẩm, nếu như ngài muốn ăn thì ta cũng bán luôn. À nếu là vậy, tại sao vừa rồi người không bán? Chuyện này khá là dài dòng. Thực ra có một vị kỳ nhân cầu ở tại Thiên Ngô Phường, ở cách đây rất lâu rồi. Người người đều tôn xưng vị ấy là cửa tiên sinh, lại có liên quan đến sự tôn của mình. Cửa tiên sinh không phải người thường. Ông ấy thích ăn mì lỗ diện và cháo lòng của nhà ta nhất. Vì thế cho dù làm ăn có tốt cái nào thì cha ta vẫn luôn để lại một phần. Nếu như cửa tiên sinh còn tới thì dù sao cũng thêm một phần. Khi về nhà thì cũng thờ thoải mái ăn, mới đó mà đã nhiều năm trôi qua rồi. Vậy tại sao ngươi lại bán cho ta? Cố tiên sinh đã không ghé ăn mì trong mấy năm nhiều rồi. Và phụ thân của ta cũng đã qua đời cách đây 2 năm. Ta cũng không biết liệu lời dặn dò có ý nghĩa gì nữa hay không. Ông chủ à, mì lỗ diện này thực sự ngon lắm, chưa đầy. Ta chỉ toàn ăn mặn thôi. Đây là lần đầu tiên ta nếm thử mùi vị, thật sự là rất ngon. Ta sẽ không ăn cái phần lòng thật cảm đó. Nếu như phụ thân của người đã căn dặn như vậy, ngươi nên làm theo thì tốt hơn. Khách quan đi thong thả. Ngân xu phu nhân, sao nàng lại tới đây? An tâm ở nhà dưỡng thai đi. Cha con muốn ăn bình liền chị. Cha con ông muốn chút tiền ăn vặt đi. Cha con cũng muốn. À được rồi, đều mua hết. Phu nhân, nàng nhìn gì đấy? À không có gì. Nghe nói hôm nay nội thành đông đúc nên chúng ta muốn đi dạo, chẳng đi được không? Kỳ lạ. Có thể là ảo giác thôi. Sợ là không được rồi. Lát nữa có một thương đội lớn của người già trở về, có nhiều hàng hóa quan trọng mà ta lại muốn tự tìm kiểm tra. Thời gian vừa qua giúp chồng dạy con, trong khi đó thì lại lập chí hành hiệp. Như vậy cũng có thể xem là trái với lời hứa đúng không? Mặc dù nói trên người không có sát khí gì, nhưng mà thăm dò một chút cũng không thể miễn được. Ôi, cướp tiền rồi. Ngươi cướp tiền của ta, ngươi trả lại cho ta đi, trả lại cho ta. Đây là tiền cứu mạng con trai ta đó, ngươi trả lại cho ta đi. Cút. Ủa cho ta, ai ngăn cản ta đều sẽ bị một quyền đã chết. Ôi, quan sai đâu rồi? Người này biết võ công, mọi người mau cẩn thận đấy. Hắn sắp bỏ chạy rồi. À, tiền mồ hôi cái nước mắt của lão hán lại kia lại bị cướp không lấy lại được. Người này là biết võ công, sau khi trốn nhất định là không có thể truy nã. Đáng tiếc những đại hiệp trên giang hồ chỉ là lời đồn hành hiệp trượng nghĩa, tới giờ thì vẫn chưa thấy ai chăm sóc tốt cho 2 đứa nhỏ. Mẹ đứng lại, muốn chết. Tránh ra, kẻ trộm ở nơi nào? Ôi tốt quá, bắt được kẻ cướp rồi. Xem hắn sau này làm thế nào đó mà kiêu ngạo đi. Ủa, nữ hiệp vừa rồi đâu rồi? Đúng hả? Mới đi mà giờ lại không thấy rồi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? À không, không, không là động tác mạnh được rồi. Tìm một chỗ, ngồi xuống một chút. Phu nhân bên kia có một quán trà, tới đỡ phu nhân qua đó. Chuyện sau này thế nào? Có thể phân giải một chút không? Không biết tiên sinh có biết một câu chuyện khoảng 20 năm trước, chính vì anh hùng hiệp nghĩa đến hiệp nên
An Diệt Cọp không? À, nghe nói chuyện chính thiếu hiệp lên cọp à? Ta biết, tất nhiên là biết rõ rồi. Vậy thì tốt, ta mời tiên sinh có là một đoạn ngày xưa nằm một chút, tiên sinh vui lòng nhận cho. Tiếp theo ta sẽ có một câu chuyện xưa ở cửa Châu Nghe cho chúng ta mấy chục vài năm trước. Ở trên núi Ngầu Khòa của Kỳ Châu, chúng ta có án con cọp giữ ăn thịt người khác, nhắc đến nhiều lần. Nhưng mà trong vài năm số người mất mạng trong miệng con cọp kia đếm lại không xuể. Đây mới là hiệp khách ở trong giang hồ chứ. Giao thủ với ác hổ ba lần, anh Dũng không có gì sợ hãi. Đúng vậy đó, ngôn nói khi ta còn trẻ là không nghĩ đến việc làm hiệp khách. Nghĩ đến tuổi cũng đã thấy hao hồn muốn trường rồi. Người thì có vẻ vẫn chưa gặp được con hổ đó thì đã đái ra trong quần rồi chưa. Làm gì mà giao thủ ba lần, rõ ràng mới gặp đã nằm xuống rồi. Ban đầu khổ luyện võ ngựa sớm thì đã bỏ rồi, bây giờ có lẽ đã không dinh liêu đến. Giấc mộng giang hồ của ta sẽ để lại cho bọn nhỏ. Còn đây là duyên pháp, từ đâu về lại đó. Tuyên sinh, có chuyện gì sao? Tại hạ vừa gặp được nữ hiệp ở trên phố xá Sầm Út, bất chấp việc đang có thai mà vẫn biết đón ra tì với cái trộm, tại hạ rất là khâm phục. Lại thấy nữ hiệp này cực kỳ giống với một vị cố nhân đặc biệt đến đây chiêm ngưỡng dù nhang. Mẹ ta đương nhiên lợi hại rồi, nghe ba ba nói trước kia còn lợi hại hơn nữa. Đúng gì đó, để chúng ta trưởng thành cũng sẽ là bước chân vào giang hồ, đến lúc đó chúng ta cũng làm hiệp đại hiệp. Bằng hữu của người giống ta, nàng tên gì? Người không tìm thấy nàng ư? Cũng không phải, chỉ là cố nhân mà thôi. Chúng ta không phải là bằng hữu, hoặc là trên một ý nghĩa nào đó thì chúng ta giống như là kẻ địch. À không không, giống quan hệ vay nợ mà ta là chủ nợ. Còn về họ của nàng ta cũng giống nữ tử trong câu chuyện mà lão tiên sinh kia đã cỡ, đều là họ Lạc. Chuyện này thật sự trùng hợp, người đó tên là gì? Có lẽ ta sẽ nhận ra đấy, nếu như chuyện này là thật thì khoản nợ này ta có thể đòi giúp người. Nàng ấy giống mình, lại họ Lạc, lẽ nào là một tộc muội ở trong gia tộc ư? À không cần, ta vừa quyết định sẽ xóa bỏ khoản nợ này, về sau để nữ lạc hiệp đó có thể sống yên ổn. Giúp chồng vậy còn cũng ra tốt, có khi tương lai còn có thể nuôi dạy vài vị hiệp sĩ nữa. À, tiến sĩ Nhường Bơ à, ý của tiên sinh là gì? Xin hỏi cao danh đại tánh của ngài. Tây hạ Lục Sơn Quân. Lục Sơn Quân? Hắn là Lục Sơn Quân là trùng hợp ư? Không, không đâu. Mai sau nếu có ai trong tám người này làm chuyện ác thì ngươi hãy ra tay hành quyết. Dù là nốt sống hay là chém giết đều không trái với thiên địa. Mình cho rằng lúc đó cửa tiên sinh nghĩ cớ giúp cả đám thốt thận, không nghĩ đến bây giờ mảnh cọp đó hình thành hình người đã xuống núi thực hiện lời hứa. Phu nhân, người làm sao vậy, sắc mặt có coi quá. Thì thừa ạ, à, người đừng làm chút ta sợ chứ. À không có gì, không có gì, ta không sao. Người là ai? Ai cho người ngồi đây? Mẹ à, không phải vị đại tiên sinh này vẫn ngồi ở đây sao? Nãy giờ sao? Ngài ấy con nói quen biết mẹ nữa. Vẫn luôn ngồi đi. Là nữ hiệp, đã gần 20 năm rồi qua, đã lâu không gặp rồi. Ngài là cứ tiên sinh. Chính là kế mộ. Nơi đến nơi này trốn thì, đến nơi đến trốn thì lập lời hứa có ta. Khi thực hiện lời hứa thì cũng như thế. Ngài không cần phải lo lắng chuyện vừa nãy. Vậy chồng con là chính đạo, cũng không làm trái nghĩa hiệp. Lời hứa năm đó đã qua rồi, Lập Xuân Quân cũng sẽ không tìm người nữa. Có lẽ đây là lần cuối gặp ở trong cuộc đời này của các người rồi. Như Lập Xuân Quân đã nói, từ lâu về lời về đó. Nữ hiệp à, báo trọng. Từ đâu lời về đó? Đã quá rồi sao? Tại huyện Ngọc Sơn, mấy năm trước Lục gia gặp biển lớn, đi vị trên giang hồ như là rớt xuống vực sâu ngàn trượng. Thế thì đã sợ chưa? Hai người dùng khả năng của mình ổn định đến cơ nghiệp của một đời của Vân Cát, chứng tỏ mạng của Lục gia vẫn chưa tuyệt. Danh tiếng của huynh đệ Lục thị của huyện Ngọc Sườn lại vang danh dội hơn cả trước kia.
Chỉ là so với Lục Thừa Vận thì thành danh của Lục Thừa Phong lại được đồn đại như là kẻ không ra gì. Ta đã sai người sửa sang lại quần áo rồi, đến nơi nhất định phải thay đồ. Đừng có mặc cái bộ đồ ra rưới này của đệ nữa. Nhớ kỹ, mình đã làm cái gì đây? Đệ từng là tiểu hoàng tử của Vân Cát, tôi chú trọng ngô hình nhất, sao bây giờ lại thành như vậy rồi? Chú ý cho tao một chút. Quần áo cũng chỉ là vật ngoài thân, chúng ta đều là người giang hồ, sao bị võ công chứ ai lại sao bị quần áo? Nếu như chỉ nhìn quần áo mà không nhìn người được thì cũng không cần luyện võ nữa, ai cũng đi mở cái tiệm mày hết rồi. Lục Thừa Phong, đề khốn kiếp mà, à nói lung tung cái gì đây? Nghe khẩu khí giống như là đang đi tìm cái thù ấy nhỉ? Lục Thừa Vân, y phục này để lại để cho đề mặc lúc khi đi qua chùa già đấy. Về phần đại hội võ lâm, vì Vân Cát để nhất định phải khiến cho mọi người kinh ngạc. Quần trưởng ở nhà lại đi tin là được rồi, mấy cái chuyện nhỏ này cứ để cho ta. Cũng không biết chùa già có đồng ý muốn hôn sự này hay không nữa. Đó là vũ khí của chùa già, sao lại không muốn gả cho nhị thiếu già chưa? Nhưng mà Thừa Phong cũng sắp 40 rồi, tiểu chủ từ già lại mới hơn cả 20. Chỉ còn nhị gia làm nhiều người kinh ngạc ở trên thôn đại hội gia lâm, thì chủ gia còn có thể không biết cái tốt của nhị gia sao chứ? Hy vọng là như vậy. Kỳ lạ, sao lại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như vậy? Lẽ nào vừa nãy thật sự chỉ là ảo giác thôi? Quý, lại Lâm Thừa Phong, nạp mạng đi. Cái hạ dùng môn võ công ta đã gì vậy? Sao lại oán hận ta? Thì tử, võ công của ngươi không tệ nha. Một tiên cho ta, người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Sơn Quân, tên Lưu Thừa Phòng kia võ công không tệ, tuyệt đối không phải là người hoàng phế như lời đồn. Ừ, rất tốt. Biết vì sao ta hết những má cột khác không? Chỉ là không tại người không. Sơn Quân tự có suy nghĩ. Người như ngươi chết đi thì cũng chỉ có thể đến hình ngục của âm ti mà thôi. Vừa rồi ngươi muốn hạ sát Lưu Thừa Phong kia mấy lần, nếu như không phải do bản thân võ công của gã Dương Cường Cường Thịnh thì chắc người đã ra tay rồi. Ta đã thử gã, cũng là thử người. Gã không tệ nhưng người lại không được. Thành thật ở lại đi. Trên đường phố Đỗ Minh Phủ, Lan Ninh Khắc, chữ cũng không tệ, chỉ là dáng vẻ tiền sinh như vậy cũng biết xem bối sao? À, hiểu sơ một chút, mấy vị môn màu hay là xem quẻ? Tiền sinh, ta và ngài từng gặp nhau lần nào chưa vậy? Sao nhìn tiền sinh quen mắt như vậy nhỉ? À, còn nhớ nữa, có khi đã từng gặp nhau mấy vị môn mùa, chữ hay là xem quẻ? Là Ninh Các à, chúng ta đương nhiên là đã gặp nhau rồi. Được rồi, ta không xem quẻ, ngài viết cho ta hai câu đi. Ta muốn viết chữ to, ta nói ngài ghi nhé. Mời nói. Ngài ghi là tùy ý hành hiệp, nhân trùng chi lòng. Không tệ, đúng là không tệ, chữ có tiền sinh thật tốt. Bao nhiêu tiền thế? 8 lượng bạc. Cái gì 8 lượng? Ngồi giết người đấy à? Ngươi nghĩ ngươi là học giả có tiếng đấy không? Chứ có mấy kẻ học giả kia chưa chắc đáng giá bằng ta. Hơn nữa khi mà chữ của ta, ta có thể nói với người mấy cậu, nói không chừng còn có thể tránh được một kiếp nạn lớn nữa. Chữ này chỉ đáng giá từng này thôi. Chúng ta đi. À, mấy vị à, đây là giấy tuyên thành tốt nhất đấy, 100 quan tiền mà mua được một thước đấy. Được rồi, mọi thường vốn dĩ chỉ muốn gặp nhau, dù sao cũng là tình cảm nào đó, đáng tiếc rồi.
Sau này thế nào về chìm tàu hóa của bản thuận Hán Thùy? Làng già, người mới chịu kỳ biến mất rồi. Kỳ quái, rõ ràng mơ ở đây mà. Nè, người ở đây đâu rồi? Đi lúc nào, đi đâu? À, không biết, ta không để ý nữa. Vừa rồi ta còn đang muốn nói chuyện với một hai cậu vị tiền sinh ấy. Thế mà chỉ trong chớp mắt ngay rồi không thấy tầm hơi rồi. Quả lực là có chút bất thường. Nếu như không phải chúng ta đang ở độ phủ mình ta, không tiền gây chuyện, đối lại phủ định nguyên. Nếu như ta gặp lại tình thường sinh ấy, nhất định phải bóp nát gồn hẳn. À, tạm gia bất giận, nếu như cắt tờ giấy này ra thì chữ viết hơi nhỏ một chút, nhưng mà ngụ ý thì vẫn tốt mà. Cứ làm như vậy đi. Lần này khác nhiều năm không gặp, từ lúc chia tay đến giờ vẫn không vấn đề gì chứ? Các hạ là ai? Mặc dù ban đầu nói với cái tiền sinh rằng mình sớm đã quên tên mấy người kia, nhưng mà trên thực tế khi lặp lại thì tất cả ký ức đều giống như hồn qua. Chỉ không ngờ đối phương lại thực sự không biết mình là ai. Ngươi cười cái gì? Không, ta không mất cười các người, mà ta tự cười bản thân ta tôi. Biết mình không quá tệ như vậy, đúng đâu chuyện vui mà. Tây hạ Lục Thừa Phong ra mắt Lan Đại Hiệp. Đối hợp với làm lần này, cũng mong có cơ hội mở mang kiến thức với bản lĩnh của Đại Hiệp. Lục Thừa Phong là hắn? Nhân Quý Lầu. Mời Lan Đại Hiệp. Giang Đại Hiệp đã đến rồi. Giang Đại Hiệp đầy lâu rồi có đúng không? Xa ký quấn thần, còn có oán khí không tàn, trên mà không có chút khí đường đường chính chính nào cả sao? Giang Đại Hiệp yên tâm, Lão Mẫu nhất định sẽ đoạt vị trí cao trong đại hội do làm lần này, chắc chắn sẽ lên tiếng ủng hộ ngài. Có những lời này của Lão Đại Hiệp thì Giang Mẫu nắm chắc thêm một phần. Giang Mạnh, Lão Đại Hiệp yên tâm, nếu như Giang Mẫu thượng vị thì tất nhiên sẽ không quên Lão Đại Hiệp rồi. Toàn bộ cơ châu này có ai đã có thể so sánh được với một thân hữu quyền của gia đại hiệp chứ? Nhìn khắp đại trình cũng chẳng mấy ai địch nổi. Nếu như ngài không thượng vị, vợ tình và lý thì có ai làm nổi chứ? Là nền khác và mảnh, hai cái tên tiểu nhân hiền hại các người quá nhiên lợ đi. Các ngươi loại. Hai cái tên trộm chó các người, ta biết ngay các người chẳng biết tốt xấu gì tới tham gia đại hội võ lắm mà. Phan Thông, ta là Phan Tòng, ban đầu bị các người hại cho tan nhà nát cửa, hôm nay chính là ngày chết của các người đấy. Là nên khác, Giang Mạnh, hai người các người này cũng chẳng phải lúc tốt đẹp gì. Lúc trước thì Phan gia định nguyên phụ bị ép cho tan nhà nát cửa, thì hai cái tên này cũng góp chút cùng lao đấy. Ăn nói cẩn thận đi. Ta sợ bọn họ. Hơn nữa thì nơi này là đô mình phủ, lại có đợi hồi gọi lầm, ngay cả lật trong chủ cùng tới, không để cho mấy cái tên vô lầm bại hoại này thường vì được đâu. Phan gia năm đó không chỉ mất đi kiếm ý thiếp, mà sau khi bị ép vào ra nghiên cứu nhiều năm, rồi có những kẻ thấy người gặp thừa cơ hãm hại, đúng là để cho người giang hồ như chúng ta kinh thường. Thì chết đi, giết. Gió hơ. Không biết tự lượng sức mình. Ta sớm đã biết mình không phải đối thủ của các người, thế thì đã sao? Chuyện ngày hôm nay rồi ai cũng biết rồi, danh tiếng xấu xa của các người. Có muốn làm người sao sáng cùng một la mưa, muốn chiếm tiền cơ, nằm mơ đi. Người là muốn chết. Ai lại dám quản chuyện bao đầu này? Thú gì, các ngươi gọi đây là hữu quyền sao? Cái hành là cao thủ này nào? Người này cầm đao đánh người, tất cả chỉ là dèo nhòn nào gặp quả đấy mà thôi, không tích lực người ngồi như ngươi cho mũi vào. Thực ra tại hạ cũng chẳng để ý tới cái gã họ Phàng này, chỉ là vì bên kia thiếu ta một khoản nợ. Mà người đúng lúc lại cùng hội với gã, nên các người cùng nhau trả sòng phẳng đi hả? Hả?
Các hạ nói ta, ta không nhớ đã gặp người ở đâu thì làm sao mà thiếu nợ ngươi được chứ? Đương nhiên, không nhớ rõ dáng vẻ này của ta rồi. Để ta nhắc nhở người, đâu mua rừng Nam Đình Sẩu, trước miếu sườn thần ở núi Ngưu Khờ. Ta nghe tiên sinh dị bảo thì tha cho các người một mạng. Với định đó thì sau khi 8 người các người trốn thoát khỏi, phải lập chí hành hiệp. Đợi lúc ta từ mà xuống núi kiểm tra, xem các người có thực hiện lời hứa hay không. Lên Niên Khắc à, đã nghĩ ra chưa? Ngươi là? Lan Quỳnh, ngươi này là ai vậy? Dạ, Lan Quỳnh à, đây không phải là người. Ngươi nói cái gì? Nói to một chút đi, không phải cái gì cơ. Gã nói ta có thể không phải là người. Ta cũng dùng hổ quyền, xem chất kỹ đi. Dạ, đi. Thì ra tới tim người này vẫn còn máu đỏ à? Chị, mình không thể chết được. 1917.